Cái này đây, coi coi. Thôi, mình sẽ hy sinh rồi mình lên 1 triệu cống hiến luôn nha bà con cô bác. Mình lên 1 triệu cống hiến luôn cho nó đẹp xíu. Cái này mình bán hết nha. Mình xin phép chủ ạc cho mình bán hết luôn nha anh em. Anh em mà không cho mình cũng lỡ bán mất tiêu luôn rồi. Đó, bán hết luôn. Đó, tại vì sao? Tại vì mình đã bung hết chân rương luôn rồi bà con ơi. Giờ mình sẽ cố gắng mình up lên 1 triệu cống hiến luôn. Rồi mình đập cho nó phỉnh. Đó, cho nó đẻ. Đập một phát một cho nó đẻ. Rồi, ok. Bao nhiêu rồi? Bao nhiêu cống hiến rồi? 98 rồi. Hai cái. Ba cái này nữa. 99. Còn ngàn mấy nữa. Kiếm cái gì mà để có thêm cống hiến đây? Anh em mình có sử dụng nguyên tử cao rồi, vậy là mình bán nguyên tử này 7.2. Cho lục sơ tài cao rồi, sẽ bán cái này đi ha, 2.1. Rồi ok, chúng ta đã có 1 triệu cống hiến rồi bà con cô bác anh chị ơi. Rồi đó, triệu cống hiến. Theo anh em thì mình sẽ chế được bao nhiêu cái đồ màu hiếm đây anh em ơi. Anh em cho mình một like với nha anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chế cái đầu tiên, đó chính là cái cung xiên phà. Ấy con. Trời ơi, có người chế ra nè. Thôi mình hốt nào. Ok, quốc nha. Một em. Hello, tôi đọc nha. Đó, một cái kỹ thừa kìa. Hello, Lộc Trần nha. Server 525 anh em ơi. Trời ơi. Ba cái. Anh em dự đoán đi anh em. Dự đoán coi mình chế được đến cái nào anh em. Nãy giờ tôi thấy là tôi chế ra hơi bị nhỏ đó. Hai cái kế thừa. Chết mồ rồi bà con ơi. Tôi tưởng chế 5 cái là ra cái hiếm rồi. Sao mà S525 anh em. Ở gà nè nè nè. Là cái hiếm nè. Đấy đấy đấy. Đấy đấy đấy. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái mạc. Đến cái mạc rất là hấp dẫn. Ok. Bộ hoàn thành tất cả. Mình sẽ giám định ngay hút sinh lực cho anh em xem. Mình sẽ giám định ngay hút sinh lực. Giờ mình sẽ mồi nha. Mình sẽ mồi trước. Mười hai phát các bà con. Vô ảnh. Linh hoạt sát thương thuộc tính. Trời ơi ngon vậy. Sức mạnh. Trời ơi sao dòng ác vậy. Tỷ lệ bạo kích. Tấn công. Tấn công hai dòng trùng. Sinh lực 5.000 nè. Ê, sinh lực rồi nè bà con. Thôi ok, bây giờ tôi sẽ quất cái vũ khí huyền thoại. Đâu ai? Vũ khí đâu ai? Đây. Vô. Rồi, các bạn đón đi. Các bạn đón đi các bạn ơi. Các bạn đón sẽ ra cái dòng gì nào? Đón đi bà con ơi, đón đi. Bây giờ tôi sẽ bóp lên trên kênh bang.
Trời ơi, bot lên trên kênh bang liền. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Rung quá, rung quá. Xin lệch chính xác. Đó. Quất. Linh hoạt, sức mạnh. À, he he. Không phải dòng huyền thoại bà con ơi. Không phải dòng huyền thoại rồi. Ngon rồi đó. Trời ơi. Rồi, quất nha. Yo. Hello anh em nha. Hello anh em đang xem livestream nha. Hello 1000 anh em đang xem livestream nha. Anh em nghĩ với cái số cống hiến như thế này thì chúng ta sẽ chế được bao nhiêu món nữa đây anh em? Này ạc bên server S525 mà 500 mà cộng 500 mà anh em 500 sao VIP được 500 bây giờ nó mới có 110 mấy cấp à mới có 113 cấp à đây cộng 500 mới có 113 cấp à mấy ba ơi mấy ba kêu người ta cùi phải mấy ông ta mới có nhiêu đây cấp mà mấy ông kêu người ta cùi sao hay chưa chúng ta mới có 110 cấp à trời ơi ông mấy ông nó cùi vậy tôi làm tôi cảm thấy sao sao á buồn buồn sao á sau khi mà chúng ta đập được 12 cái à ăn này đập được 12 cái là cả đồ rồi quất cái dây chuyền nào S525 gặp với server nào chưa S525 mới gặp server nha anh em mới gặp server với S525 luôn tôi đâu chơi server này đâu tôi biết không ơi tấp là chiếm bao nhiêu rồi cô ôi ơi, cái gì đây bà con ơi tôi mới đập có mấy cái mà gã hiếm rồi kìa 6 cái 6.3 tấp là chiến nói chung là anh em cũng phải thông cảm nếu mà những cái ạc top lực chiến là không bao giờ tôi được đụng vô đâu với lại tôi cũng không dám đụng vô nữa anh em top lực chiến là người ta cho người ta tự chơi tôi đụng vô mất công có cái này có nọ tài nghiệp ta lắm mấy ạc trung bình như anh em như thế này nè thì có thể ok tôi tự tin đụng vô chứ mà ạc top lực chiến không dám đụng rồi cơ hội một set à, cơ hội một set nào một set có thể nè anh em có thể một set được đấy ôi hai cái thừa nè có đỏ nguyên thoại của server em đó ok em trời ơi cái kiểu này là anh mà quất được một set một cái là server của em sẽ không chế được màu cam nữa tại vì nó fit rồi gà hai cái thừa kiểu này nếu mà muốn chế một set thì mình ôi ba cái thừa luôn kiểu này chế một set là mình phải bán được cái thừa rồi vậy cái bao tay quất lần ba cái thừa phải nồi gì ghê vậy 8 với 3 11 12 cái này cũng hên xui à do nhân phẩm của anh em thôi trời ơi hai cái thừa nữa kìa ơi rồi ok đến cái gì đây cái nhẫn người đến cái gì cái nhẫn người đến cái áo à hello hello anh em nha
first time of today. Đúng rồi, đến cái áo nó tốn bà cố luôn rồi, hết rồi nè. Ra hiếm đi bà con. Rồi, ok, đó. Ngon lành, ngon lành. Thằng này em cũng hiến kinh nhỉ. 1 triệu cống hiến anh em. Ok, tiếp tục nha anh em. Còn 200k cống hiến nữa. Đó, một cái thừa kìa anh em. Ôi ôi, có một cái thừa rồi nè. Không biết là được một set không ta. Hy vọng đừng set nha. Hai cái thừa, vậy là thêm hai cái nữa. Đập thêm hai cái nữa nè. Không biết đủ không ta, hy vọng kịp, hy vọng được. Ây da, hơi chua đấy. À, ok. Ok. Rồi, ok. Mình sẽ bán tiếp hai cái này. Rồi, tiếp tục đôi giày nhé. Ok, đài. Đài đúng không? Một cái. Cái phụ hơi chua anh em ơi. Hai cây này. Còn cái phụ, phụ chua nha. Đó. À. Đến cái này rồi, rồi đến cái gì nữa không? Càng đấy, giờ kiếm mấy cái cống hiến thì hơi mệt nè bà con ơi. Kiếm cống hiến mệt nè. Bây giờ còn có 40k. Giờ này còn có 4 cái thôi. Kiếm cống hiến đâu ra giờ? Anh làm sao tích được nhiều cống hiến vậy? Này người ta tích chứ đâu phải tụi tích đâu anh em. Bây giờ là có này, nếu mà 6 cái thêm 60k.
Ok anh em, ok anh em. 120k thì mình có thể ép được đôi giày nè, có thể ép được đôi giày, còn cái phù mình không biết ép được cái phù hay không. Một cái kế thừa dài. Đó, ui ui ngon lành canh đào. Trời ơi đôi giày của tôi. Ôi ôi còn thêm một cái nữa. Làm sao đây? Sao đây? Còn cái phù nữa anh em. Cái phù nữa, 300 mày, còn cái phù nữa. Cái phù nữa. Giờ làm sao để mình kiếm cống hiến đây? Này quyền tự cho mình bán nha anh em. Tại vì mấy này nếu mà bán một cái là được 200, 10 cái là 2000. 2000 cống hiến là 100.000. Ôi ôi. Này lấy luôn. Con này đấy cực quá. Chế độ giáo viên rồi bán lấy cống hiến. Để mình hỏi chú ạc coi cho mình chế độ giáo viên không. Còn cái này. Đây. Rồi. Đây. Ai đi không anh em? Ai đi cái này không? Đó. Tiếp luôn. À biết đâu ra. Ừ. Hay á. Khoan từ tôi sẽ khóc nha. Rồi bây giờ tôi chế luôn nha bà con. Một cái thừa. Hai cái nữa. Vô cố lên. Hai cái thừa. Oh my god, nít. Mình sẽ đập thêm hai cái nữa anh em ơi. Vô. Cái cuối nè. Yeah, xong rồi bà con ơi, xong một set rồi. 1 món 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Ok, xong rồi bạn ơi. xong rồi. Ok, hay quá. Rồi, thôi, trời ơi, đang hên đứng đây luôn. Bây giờ mình sẽ ngưng tụ cái này. 500.000. Mà trước tiên thì mình ăn cái này trước cái hả? Ăn này nha anh em. Mình ăn này được không anh em ơi? Anh em chủ ăn ơi. Ok, thôi vậy tôi ăn luôn nha bà con. Anh em cho mình xin một like với nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em cho mình xin một like với nha. Thôi, ông này ông tức ghê quá. Hay quá. À, đây. Rồi, ok. Này chế được 10 cái lục hợp lên đó. 11x. Một cái thường. Hai cái thường. Ba cái thường. Bốn cái thường. Một cái. Ôi. Yeah. Xong.
Xong, xong rồi bà con ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ làm gì nữa đây? Ngặt của em anh cua cho đi. Xin mớm này, ông xạo. Ông xạo ông ơi. Ông đúng xạo luôn á. Rồi ok, có một cái cái này rồi. Bây giờ mấy cái này mình có cần mồi không anh em? Mấy này có cần mồi không? Đây server máy gì anh? Này là server S525 nha em ơi. Có cần mồi không? Có cần mồi không? Mày học vụ tôi đúng không? Ok, quất. Chính xác cơ bản rồi, đầu qua mà vô cái này thôi tôi thua luôn. Nó bắn cho xúc quần luôn bà con ơi. Trời ơi, nó ra cái chính xác cơ bản là thấy ngủm cụ đeo luôn rồi. Quái nồi thiệt chứ. Sao giờ? Ra chính xác rồi nè. Ôi phải thiệt. Tẩy giờ tẩy sao? Tôi là tôi bị một cái mà ngộ lắm. Chế đồ mà ra hiếm hết trơn, giám định cái chân nguyên ra của bắp mấy lao luôn. Trời ơi, sao bây giờ bà con ơi. Buông nhẹ. Thôi ok, mình sẽ quất luôn cái dòng này nha anh em. Đó rồi, đây. Yo. Bỏ qua nó tránh cơ bản ngon nè. Hơn cái dòng cũ. Ok. Bây giờ còn bạc không? Hết bạc rồi. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình sạc. Trời ơi, hồi nãy cái này mình chưa bán nè bà con. Ba mấy ca lận. Trời ơi, không có ai nhắc tôi hết vậy. Sức mạnh nè, có rồi nè. Thành công nè, không cần. Đây, có luôn nè. Linh hoạt 8. Rồi, có linh hoạt rồi. Sinh lực 5k đó. Rồi, sức mạnh 250 à. Tỷ lệ thuộc tính. Rồi, bán luôn. Bán đi, đập lại hai cái thừa đó. Băng thanh này. Cái bàn đấm mới phơi nè. Băng thanh. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, các bạn. Alo, alo anh em ơi, bị gấp mạng rồi. Gì vậy? Đang ngon lành mà. Alo alo anh em ơi, anh em có nghe rõ lại không anh em? Bị rớt mạng rồi. Alo 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 alo.
của anh em thì mình để lại nha anh em. Để cho anh em thấy. Anh em nghe ổn áp chưa? Anh em nghe ok lại chưa anh em ơi? Anh em tương tác lại mình giúp mình cái anh em ơi. Anh em bị rất mạng ta. Rồi ok, thôi mình bắt đầu mình giám định những cái khác nha anh em. Đây là khăn bộ kích hai cái dòng cùi bắp. Rồi, gì vậy? Hai dòng này trùng nhau mới ghê chứ. Bỏ qua tỷ lệ bột kích cơ bản. Ờ được được, cái dòng này được. Hello anh em nha, hello anh em đã quay trở lại. Trùng dòng bỏ qua hết tất cả. Dư một cái. Đây là cái bột kích dư một cái đây nè, bán cái. Bán luôn anh em ơi. Thôi để lại cho anh em xài luôn đi. Giờ mình thay cái này thôi. Mấy kia mình giữ lại hết. Vậy đi ha. Dạ, những cái số ít để chủ yếu mình lấy bạn thôi chứ không làm gì hết á. Alo anh em ơi, anh em có ok là chưa anh em? Anh em tương tác lại giúp mình cái anh em ơi. Anh em nào mà coi lại ok được là anh em nhấn phím 1 giúp mình cái anh em ơi. Sao mình cảm thấy nó hiu hiu sao anh em. Trời ơi, sát thương thuộc tính lại trùng dòng với đau quá chứ. Ông này ông số hưởng rồi. Rồi ok, bây giờ mình tẩy mấy cái dòng này qua luôn nha anh em. Sức mạnh nè, 4 dòng qua sức mạnh nhanh nhẹn tiến lại bột kích các bạn luôn. Linh hoạt, hầu quá, hầu quá, hầu quá. Trời ơi, con lành rồi nè. Ok chưa, vậy là ổng áp cho anh em.
ok chưa, ổng áp chưa. Giờ mình tẩy cái này qua nha, tẩy điểm kỹ năng. Ok, lên 7 rồi nè anh em ơi. Rồi ok. Rồi, xong rồi anh em. Xong rồi. Đó, cuối cùng thì mình cũng đã bung rương một cái pha mà ta nói là cũng khá là thành công. Đó. Full một set này luôn. Đó, full một set 11x cho anh siêu đao và chế được cái chân nguyên cho anh ta. Đó, cho anh ta lên 7/7 luôn.